Em Liên Hương, ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Nếu như bác là thường xuyên theo dõi của em thì mấy hôm trước em đã cho một chiếc cờ rui màu trắng và làm dâu ở Thanh Hóa rồi, một cái thành phố rất là dễ thương rồi. Thì hôm nay em tiếp tục lại về thêm cho mình một chiếc xe cờ rui màu trắng mang biển thủ đô Hà Nội cho em. Lúc sơn thì màu trắng đẹp mà với rất là nhiều option như xi nhan tích hợp trên gương, la răng thể thao, bốn bánh đều trang bị phanh ABS cho em. Chiếc cờ rui trắng này là đời 2017, số sàn, trang bị động cơ 1.6. Em Lê Hương đang bán với giá là 335 triệu. Những bác nào thật sự yêu thích chiếc Chevette cờ rui màu trắng này thì nhấc máy lên và gọi cho em qua Lê Hương có hotline 0354602790. Nhìn tất cả những đường dập lồi cũng như khớp lối của xe rất là khít rồi. Mặt ga lăng thì nổi bật luôn với những đường dập lồi sắc nét. Đèn halogen siêu sáng cho em. Phía dưới là có đèn gầm, đèn gầm là đèn bi, cũng như là có thêm giải đèn LED định vị ban ngày. Nhìn chiếc xe nó vừa sang vừa khỏe khoắn đúng không ạ? Em đứng xa như này để các bác có thể nhìn được form dáng của em nó này. La răng này, la răng 5 chấu nhưng mà 5 chấu kép nhé, tức là sẽ là 10 cái thanh la răng như thế này. Phanh ABS chống bó cứng đẹp cho em. Lốp còn nguyên những cái dâu, những cái tơ này. Lốp này khe rãnh còn rất khít. Gầm bệ thì không hề bị mục mọt. Đời 2017 thì lấy đâu ra mục mọt đúng không ạ? Những cái đời sâu như kia mà bác chủ cũ mà cẩn thận giữ gìn xe thì không hề có dấu hiệu mục mọt nữa đâu, là đời 2017. Gương kính thì em cam kết là chỉ số gương kính là liền đời theo xe cho em. Điều hòa thì mát lạnh. Vừa rồi thì thời tiết ở Hải Dương rất là oi bức mà ngồi lên xe cảm giác không muốn xuống luôn. Thì các bác này nhìn này, từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay cho khách hàng nhà mình. Rất là đẹp luôn. Táp ly không hề có một dấu hiệu là bị mòn bóng này. Keo chỉ zin cánh cửa này, từ cái lốt đinh tán này các bác nhìn cho em. Lốt đinh tán của nhà sản xuất này. Lỗ thoát nước này. Đó, chất đẹp chưa ạ? Sticker của nhà sản xuất này, móc khóa này vẫn giữ nguyên được cho em cái bút chấm sơn QC của nhà sản xuất. Từng con ốc còn đẹp căng cho em. Đây, các bác nhìn này. Thông số còn nguyên nhé. Hà Nội mua ở một cái showroom lớn Hà Nội xe mới này thì tại em đã được làm dâu Hải Dương rồi. Thì em rất là mong rằng sau cái video này mà em Hương up lên thì sẽ về làm dâu của tỉnh nào tiếp theo ạ. Trước một cờ đôi trắng trước làm Thanh Hóa rồi. Chiếc này ở đâu đó quanh quanh gần đây để thỉnh thoảng mà trên đường bắt gặp là sẽ nhìn thấy cái sản phẩm nhà mình đang được các bác chủ tiếp theo yêu thương cũng như là vận dụng và làm kinh tế hay là đi đưa đón con đi học đúng không ạ? Màn hình giải trí thì đi đầu đài theo xe cỡ vừa thôi. Thích nhất là cái màn hình này, đây các bác nhìn này. Cái này là cái màn hình của cam hành trình đấy ạ, các bác nhìn này, to bản sắc nét luôn. Em tắt điện rồi nên đã rút chìa khóa rồi nên là không mở được cam lên. Đi rất là to bản nên là nhìn rất sắc nét này. Điều hòa hai vùng này, lấy gió trong ngoài. Mở cốp này, là em mở trước cốp để tí nữa em sẽ mở khoang cốp cho bác xem nhé. Sấy sưởi kính này, điều hòa auto cho em, lấy gió trong ngoài. Cần số đây các bác nhìn này, sắc nét này. Áo da ghế thì còn nguyên, không hề bị rách vỡ. Phanh tay đây ạ. Thảm các bác nhìn nhá, thảm sạch sẽ này. Túi khí an toàn đầy đủ cho em. Táp lô thì đẹp căng rồi. 335 triệu đời 2017. Trang bị động cơ là 1.6. Các bác chỉ cần search lên Google thôi, Chevrolet cờ rui và nó ra hết những cái thông số này. Mức tiêu hao nhiên liệu thì đâu đó quanh đó cũng chỉ được tầm 9 lít đổ lại thôi. Nếu mà các bác đi trên những cung đường xấu. Còn nếu như mình cứ đi bằng bằng chỉ 7-8 lít thôi nhá. Siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em. Móc khóa cửa các bác nhìn, tay nắm cửa này. Sáng choang luôn, táp ly đây. Keo chỉ zin ở cánh cửa này. Quay một video rất là chi tiết, một video phải thật có tâm. Để khi các bác nhìn, các bác có thể hình dung ra được chiếc xe chất lượng nó đến đâu. Đây. Bút chấm sơn QC để sản xuất này. Ghế da này, hàng ghế thứ hai thì cực kỳ rộng rãi cho em. Sạch sẽ luôn. Trần là trần lỉ 3D nhưng mà bác chủ cũ cũng cẩn thận bọc thêm cho em một cái ly lông. Đèn trần hoạt động hoàn toàn bình thường. Đèn đọc sách đây ạ. Đây, với cái chiều cao gần 1m7 như em Hương mà bước lên vẫn còn một gang nữa chưa chạm được vào cái ghế bánh trước này. Ở phía sau cũng hỗ trợ cho em một cái đầu như là cổng USB này, cổng AUX này. Chỗ này để đựng đồ cho em nhé. Thảm này các bác nhìn này, thảm sạch sẽ, ghế da không hề rách vỡ mục lát gì. Từng con ốc bản lề cánh cửa đây, từng cái lốt đinh tán này các bác nhìn này, không hề bị vặn xoáy luôn. Thật sự phải gọi là xuất sắc luôn. Phía sau xe đây, phanh bánh phía sau cũng được trang bị cho em là phanh ABS chống bó cứng đầy đủ này. Một dàn nốt thì còn rất là mới này. Xe thì em cũng cam kết cho mình là không đâm xô, không gặp nước. Vừa rồi thì em cũng tiện em đã mở ra để em mở khoang cốp cho tiện này. Phía sau xe có trang bị cho em là một cam lùi,
bốn mắt cảm biến va chạm, khoang cốp của bản sedan thì bao giờ cũng sẽ là rộng rãi. Đây, dụng cụ tăng kích nốt vẫn còn nguyên này, thảm sạch sẽ cho em. Vì một tay cầm điện thoại nên là cái này nó khít cho mẹ mở hơi khó này. Đây, em muốn mở bên trong khoang. Đây, mở rồi. Lốp sơ cua đây, các bác nhìn cho em lốp sơ cua này. Sàn bệ này còn sạch đẹp cho em. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích nốt còn nguyên. Thế rồi tự dưng lại hơi lắng một chút nên quay nó hơi khó nhìn. Đây ạ. Từng cái ụ giảm chấn, giảm sóc cao su là còn nguyên này. Cái thảm phía sau cốp xe này vừa giảm nóng vừa giảm nhiệt còn đầy đủ này. Máng nước đây ạ. Đây các bác nhìn cho em nhé. Cụm đèn hậu phía sau thì cực kỳ sắc nét. Đứng góc nghiêng bên này cho các bác nhìn. Tại vì nó hơi lắng một chút và rồi nó dâm thì em lại đỗ ở chỗ dâm. Nhưng giờ nó lại mặt trời hơi lắng một chút nên nhìn sẽ hơi khó nhìn một chút. Nhưng vẫn rất là sắc nét luôn. Vì em nó đẹp thì lắng nó chiếu vào nó càng đẹp thêm, nhìn càng rõ hơn. La răng thể thao, phanh ABS đầy đủ bốn bánh cho em. Lốp này các bác nhìn, lốp này còn nguyên những cái râu này, khe rãnh này, đút ngón tay vào không rút được ra luôn. Gầm bệ thì sạch sẽ cho em rồi. Gương kính thì liền đời theo xe, đấy là một điều chắc chắn rồi. Từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay khách hàng nhà mình xem nhé. Keo chỉ này, này, bút chấm sơn móc khóa cửa này, nội thất bên trong thì gọn gàng sạch sẽ này. Táp ly cửa thì đẹp căng, móc khóa cửa này. Cánh cửa nào em cũng quay cho mình. Hải dương, hải dương hơi nóng một chút nên là khi đi quay xe này rất là vất vả luôn, chỉ muốn ngồi trong xe cho nó mát thôi. Chứ cứ hạ xuống phát là không khí bên ngoài nó ập vào rất là nóng, rất là khó chịu luôn. Đây, keo chỉ zin cánh cửa bên đây cũng vậy luôn. Cam kết rồi, không đâm xô, không ngập nước. Xin nhan tích hợp trên gương. La răng thể thao đẹp. Và bây giờ thì em sẽ đi mở ra khoang động cơ máy móc trái tim của chiếc xe. Xe rất là đẹp. Nhưng mà vì cái vị trí đỗ của em vừa rồi nó dâm cơ, em lại tiện em đẽ rõ đỗ ở đây luôn, thì lại giờ nó lên hơi bị lắng một chút. Em sẽ mở ra trái tim của chiếc xe cho khách hàng nhà mình cùng chiêm ngưỡng ạ. Dù em có nói về ngoại thất đẹp như thế nào mà bên trong khoang động cơ máy móc các bác không tin tưởng, không thích thì làm sao mà chốt được xe đúng không ạ? Đây, các bác nhìn khoang động cơ máy móc bên trong của chiếc xe Cruy đời 2017 đây ạ. Nước làm mát các bác nhìn này. Không phải đổ nước linh tinh vào đâu ạ. Một bác yêu xe, một bác kỹ tính về xe đấy. Nước làm mát hết, sẽ đánh ra tiệm để đổ thêm nước làm mát vào. Động cơ Eco này, E-Tech các bác nhìn cho em này. Cực kỳ sắc nét này. Quay zoom như thế này, ụ giảm chấn, giảm sóc, tai đèn. Cầm bệ sạch sẽ cho em rồi. Phanh ABS dẫn đến 4 bánh này, chống bó cứng an toàn luôn. Các bác nhìn, bút chấm sơn ở bên trong này, bút chấm sơn là chỗ nào cũng còn nguyên bút chấm sơn cho em này. Đấy, xanh xanh đỏ đỏ này, các bác nhớ không có hỏi là vẽ vào làm gì, đấy là nhà sản xuất người ta làm. Thiết kế lắp ráp đến đâu người ta sẽ đánh dấu vào đến đấy. Nên còn giữ được những cái đấy là một cái xe rất là zin đét này. Keo chỉ zin nắp capo này. Các nốt cắt của nhà sản xuất này, cắt nốt nào hình dạng như thế nào thì còn nguyên nhá, không hề bị biến dạng này. Nốt dập đinh tán đây, từ cái lúm cao su nhỏ nhất trên nắp capo cũng còn cho em. Đây, quay cái bên này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? 335 triệu là giá mà em Lê Hương đang chào bán tới cho khách hàng nhà mình. Những bác nào thật sự yêu thích chiếc xe Chevrolet Cruy này, nhấc máy lên và gọi cho em đi ạ. 335 triệu em sẽ bao rút hồ sơ cho mình. Vẫn linh động thêm về giá ạ. Đời 2017 1.6. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong là sau video này của em sẽ nhận được những cuộc gọi, những inbox từ Zalo. Thật là thiện chí ạ. Số hotline của em 0354602790. Địa chỉ bày bán 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. 335 triệu bao rút hồ sơ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo. Nếu như bác nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy cho em Lê Hương xin một lượt đăng ký kênh, bật quả chuông thông báo cũng như ấn vào nút thích trang để khi em up video lên những chiếc xe nào tầm phân khúc cũng như kinh tế hoặc là mục đích sử dụng nhà mình cần đến thì hãy gọi cho em nhé. Còn em xin chào và hẹn gặp lại ạ.